À, xin chào mọi người nhé, chúng ta sẽ đi phân tích chứng khoán vái sinh cho ngày 29 tháng 10 Như vậy là hôm nay hôm nay chúng ta có một cái phiên mà thị trường đi sideways đúng không ạ Và chúng ta đánh cái cái trend sideways này Ngày hôm nay chúng ta có một lệnh long ở vùng giá 27 Sau đó chúng ta view một lệnh sọt ở vùng giá 32 đó thì cũng chốt lời vùng giá 32 ở vùng giá 28 29 anh chị nhá. Đó thì ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp chốt lời ở đây và cái nhịp cuối phiên thì cũng có thực ra cái nhịp cuối phiên chúng ta sẽ chờ đợi thị trường thôi, có thể là trong ngày mai. À, ngày hôm nay chúng ta có duy nhất hai lệnh này thôi. Đó ngày mai thì rất có thể kỳ vọng thị trường nó sẽ sẽ là có những cú hồi đúng không anh chị? À, có thể là có những cú hồi và cái nhịp hồi này thì có thể là mọi người À, chúng ta sẽ sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục đi lên và có thể là vượt được vùng 32 đó thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích ở thị trường có thể hồi lên đến đâu mọi người nhé thì ngày hôm nay thì mọi người chú ý là gì những cái mã trụ uh, như FPT hay là những cổ phiếu như HPG và đặc biệt là dòng banh đúng không? dòng banh thì có những cái nhịp là đỡ giá khá ổn thì thành ra là gì thị trường nó nó có những cái nhịp hồi phục tuy nhiên những cái nhịp hồi phục này thì volume thanh khoản đang tương đối thấp nên là chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là những nhịp hồi phục thôi đã đúng không ạ những nhịp hồi phục kỹ thuật thôi à, còn lại thì khi à, cái nhịp này nó cần phơm đảo chiều xu hướng hay là xác nhận tạo đáy thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm sẽ cần phải chờ thêm như vậy là à, những cái vị thế long hồi thì chúng ta sẽ cũng có có, có thể chơi trong phiên, tiếp tục đẩy giá lên hồ trong phiên. Tuy nhiên là hồi về những vùng LPSI, những vùng cản là chúng ta sẽ cần phải chốt lời. Như vậy là là anh em có thể thấy là gì? Về ngắn hạn, xu hướng ngắn hạn là một xu hướng hồi phục trong chen giảm và chúng ta phải để ý là cái gì? Cái bias phân phối trước đó là một cái bias từ vùng giá 50 đến vùng giá 74 trong vùng này thì những cái nhịp hồi phục kỹ thuật về những vùng LPSI là những vùng mọi người phải phải chốt lời các lệnh long hồi và tiếp tục bán xuống. Như vậy là chúng ta có quyền tham gia bán ở những vùng LPSI chính là mốc giá 48 cộng trừ, mốc giá 58 cộng trừ và mốc giá 68 74. Đó đúng không? Thì gần nhất là chúng ta có mốc giá 48 đến vùng 58 là vẫn là ưu tiên những cú hồi lên để chúng ta sọt xuống đúng không ạ và mục tiêu sọt thì chúng ta vẫn phân tích trước đó rồi chúng ta kỳ vọng cái mốc mốc giá 13 đến 16 triệu mít đó chúng ta sẽ sẽ đánh có thể đánh những, những nhịp long hồi ở đây còn về ngắn hạn hơn những cái nhịp hồi thì chúng ta có thể kỳ vọng cái vùng OB hôm hôm nay nó tạo ra đúng không ạ cái vùng giá 25 đến 28 chúng ta có thể tham những cú hồi và nhịp này chúng ta có thể hồi về đâu thì hồi về mốc giá 38 đến 40 đó, hồi về 38-40. thì trong cái vùng 3841 là vùng mà chúng ta có thể tham minh là À, nó sẽ dừng dừng cái nhịp hồi phục và nó sẽ tạo biên lại tạo một cái biên mới ở đây và chúng ta sẽ cùng chờ đợi à, có thể là một nhịp tái phân phối đúng không ạ tạo biên từ vùng 28 đến vùng 38 sau đó thì sau đó là sau đó là những cú mà tạo ra ưu tác sau đó để sọt xuống vùng 41 44 đi xuống như vậy là ngày mai chúng ta sẽ vẫn ưu tiên canh hồi cao để sọt và có thể là chúng ta vẫn đánh những cái nhịp long hồi thì nhớ, lưu ý là những cái nhịp long hồi đó chúng ta có thể follow theo 10-15 khi mà có dòng tiền vào cộng với volume vào thì những cái nhịp mà uh, ngày mai hôm nay là cái tầng đỉnh cũ 32 đúng không 32 nếu như ngày mai là một cái nhịp mà mở gáp lên thì chúng ta có thể long ở vùng giá 31 32 đúng không 30 32 chúng ta long lên với mục tiêu lên vùng 38 đến 40 đó mục tiêu lên 38 40 còn lại thì uh, những cái nhịp mà chúng ta bán xuống thì chúng ta vẫn bán ở những vùng mà đáy cụ phá qua đúng không vùng 40 41 đúng không ở à, những vùng LPSI ở trên những vùng 48 58 đúng không? Là những vùng mà chúng ta có thể tham minh bán xuống và SL 3 điểm và chốt lời khoảng tầm 7 đến 10 điểm. Đó, về cái xu hướng về xu hướng H1 thì anh chị anh em lưu ý là chúng ta có hai đáy của H1. Sau đó thì những cú hồi. Sau đó là những cú hồi đi lên nó test ra hai đáy đó. Cú hồi đi lên nó test hai đáy và tiếp tục đẩy giá đi lên. Thì rõ ràng cái nhịp này mình kỳ vọng là nếu như mà RSI của H1 nó đi lên trên vùng giá 50 là chúng ta sẽ tiếp tục tham mình bán xuống đúng không? Tháng mình bán xuống như vậy là à, anh em sẽ chú ý là gì? Con H1 nó sẽ đi hồi lên phục, hồi phục lên và ZI nó cắt gần đường 50 là chúng ta sẽ chốt lời các lệnh long và chuẩn bị những tín hiệu đảo chiều là chúng ta bán xuống đó thì về cái xu hướng của thằng H1 thì chúng ta thấy là gì đang là một cái xu hướng giảm như vậy là khi mà giá test về những vùng SM20 vùng 40 cộng trừ và xa hơn có thể cạnh trên vùng giá 58 là hai cái mốc chúng ta sẽ sẵn sàng nhảy vào sell và SL3 điểm mỗi vùng và trước đó là những cái nhịp mà hồi phục ở cái, cái kênh này có côn với mọi người là cái vùng giá 25 27 ngày hôm nay thì mọi người thấy là cả cái con OB của H1 nằm đây thì nhịp hồi phục mọi người lên chốt lời từng phần nhé có thể là quanh quanh vùng giá 32 34 38 chúng đã chốt lời từng phần những cái nịp hồi thôi, đúng không? Và ưu tiên là gì? canh hồi để sọt trước khi mà à, giả sử câu chuyện mà nó có những cái tín hiệu đảo chiều và dòng tiền quay trở lại dòng banh Banh biên 30 lúc đó chúng ta mới view đảo chiều đúng không ạ? Còn lại thì chúng ta vẫn ưu tiên là gì? hồi kỹ thuật thôi, đúng không ạ? À, vẫn là những hồi kỹ thuật nhá. Đó, thì điểm đánh ngày nay thì mọi người chú ý là gì? Chúng ta có một cái vùng bay nhỏ ở đây thôi. Đơn giản là chúng ta có vùng bay ở đây thì tất cả những nhịp hồi phục lên thì chúng ta sẽ view là có thể đánh ít đôi lực lên trên vùng 32 cộng trừ sau đó cái nhịp 32 thì đơn giản là ngày hôm qua chúng ta có một nhịp mà rơi xuống từ cái vùng này xuống đúng không thì đâu đó chúng ta có thể thấy là gì à, giá đó về mốc giá 0.5 0.5 thì 0.618 nó cộng với cái vùng vùng gáp này thì vùng gáp này chính là vùng mà mọi người có thể canh những cái nhịp mà uh, bán xuống ở vùng gáp này đây là mọi người này nó về đúng cái thằng gáp ngày hôm qua thôi đó, nó tạo ra 32 thì ngày hôm nay chúng ta view nó lên lớp gáp vùng 32 này thôi đúng không lên lớp gáp thì chúng ta chốt lời và chúng ta sọt xuống thì sọt xuống thì mọi người chú ý là gì? À, chúng ta có một vùng lèn giá nó vào 27 28 chúng ta chốt lời ở đây thôi đúng không mọi người vào có thể vào con h à, con m5 m15 mọi người thấy là gì chúng ta có một vùng vùng cầu nó làm đây thì cái cấu trúc thị trường ở đây nó cho về anh em là gì rơi này đi ngang này xong tăng giá này thì những cái nhịp test lại là những vùng mà những cái nhịp mà chúng ta thấy là vẫn đỡ giá, vẫn hô giá ở đây và và up lên đúng không? Thì rõ ràng cái câu chuyện của chúng ta là về vùng cầu chúng ta sẽ chốt lời các lệnh các lệnh các lệnh sọt và lên vùng cung chúng ta sẽ chốt lời các lệnh long. Thì buổi sáng chúng ta view là gì? Lên trên vùng cung chốt lời các lệnh long ở vùng 32 đúng không? Thì phải chốt lời ở đây về ngắn hạn ở chốt lời ở đây các cái nhịp sọt cũng chốt lời ở đây đúng không đấy là cái câu chuyện nó đi sai với biên hẹp còn biên rộng hơn thì chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi những cái tham vê nó rộng hơn đó ví dụ như con m 15 mọi người có thể thấy là gì chúng ta đang có một cái nhịp mà nó có thể đâu đó nó nó vượt mốc 50 và quay trở lại một cái cái đà tăng của m 15 đó thì đà tăng m 15 thì chúng ta sẽ chờ đợi xem những cú test ở vùng 29 đến vùng 31 xem là nếu như mà test thành công ở đây thì giá có thể là đi lên còn nếu như mà giá break khỏi xu hướng tăng hồi phục trước đó với một cây volume break down xuống như này thì test lại đây chúng ta sẽ bán xuống. Đó thì chúng ta vẫn có hai kịch bản thôi cho ngày mai. Nếu như thị trường mở gap ITTO đúng không? Những cú test test lại thì chúng ta có thể đánh hồi. Và cái nhịp hồi này chúng ta có thể là gì? Hồi lên những vùng mà ngày hôm trước nó tạo ra cũng cả là vùng 38 41. Đúng không? Là chúng ta sẽ phải chốt lời từng phần. Đó. Còn xa hơn thì tất nhiên rồi chúng ta có thể là tham minh những cú hồi lên trên những mốc cản cả này. 52 đến vùng 58 là những cú cú sẽ bán rất mạnh xuống ở đây. Đó gần hơn, đúng không? gần hơn là chúng ta thấy là gì? Vùng giá 44 cộng trừ đến vùng 40. Đó thì những vùng này nếu như mà có dòng tiền vào trong phiên vào trong viên 30 đánh banh kéo banh hồi phục à, hoặc là đánh kéo banh tiếp tục đẩy giá lên thì những cái mốc này chúng ta vẫn phải chốt lời các lệnh căng lệnh lo chốt lời bớt và chờ gì chờ những nhịp rung lắc đánh tái tích lũy như vậy là chúng ta có thể là tham minh ngày mai những vùng long sọt như sau này à, Chúng ta thấy là gì? Chúng ta có thể sọt ở mốc giá 4548 SL49.8 Sọt 3840 sl 1 8 Và target khoảng tầm 57 đến 10 điểm 5 57 điểm đó, chốt lời từng phần phiên á phiên phiên sáng thì chúng ta có thể chốt lời khoảng 3 đến 5 điểm thôi tại vì phiên sáng nó đi đi thanh đi rất là ngắn đó biến rất là ngắn phiên chiều thì có thể là có những cái nhịp mà hồi phục mạnh hơn à, vùng long thì chúng ta có thể long mốc giá 25 28 sl 24 và target thì có thể là lên vùng 34 38 nhé à, những cái nhịp long ở vùng 14 17 sl 12 thì có thể target lên vùng 2x 3x đó còn chen dung chen thì chúng ta vẫn ưu tiên là gì chốt lời bớt các lệnh sọt ở vùng giá 28 30 sau đó thì chúng ta sẽ chờ hồi cao lên những cái mốc giá từ 45 48 này 5961 và 70 73 SL 3 điểm mỗi mốc và target quay trở lại về vùng 1x đó quay trở lại vùng 1x và chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi con index nếu như cái câu chuyện hồi phục với thanh khoản thấp ở đây đó thì chúng ta view là có thể là những cái nhịp mà hồi kỹ thuật sau đó chúng ta sẽ tục bị bán xuống thì vùng 1, 2, 4 x là vùng mà mọi người phải lên cân nhắc cái câu chuyện là nếu như có dòng tiền mà vn index thì phái sinh nó sẽ có hồi còn nếu như hồi ngắn thì chỉ là những nhịp hồi phục của phái sinh thôi sau đó hồi lên là tiếp tục bị bán xuống thì cái vùng giá mọi người dò lon thì phải có nhớ là dòng tiền vào khi mà thị trường quay trở lại về 1, 2, 4 x hoặc là những vùng bắt đáy ở một hai hai x sát một hai ba x thì chúng ta mới thấy là những nhịp mà hồi phục mạnh còn lại khi mà vn index nó quay trở lại vùng giá một hai sáu đến vùng 12772 là những vùng mà mọi người cẩn trọng những cú quay trở lại giảm điểm bích sọt hoài sinh đó nên là chúng ta cũng phải view cái lực cầu của index khi nó về những vùng hỗ trợ kháng cự mạnh này nhé